Long với tạc Côn. Càng Long là phía xa xa gần các kia. Càng Long là mấy bên khán đài nè, phía xa nè. Dạ cô là cũng bám theo dữ lắm đó nha. Nè bây giờ bữa nay mình mới thấy cái tốc độ của Càng Long nè. Đó. Càng Long bữa nay mà mới rút nè, cái bữa không có rút. Đó bà Càng Long, các bạn thấy Càng Long rút của Càng Long chưa? Dạ cô là cũng không kém đó nha. Đó bữa nay là Càng Long mới bung sức nè. Đấy, Càng Long là hơn một ghe rồi. Đó, Càng Long rút rồi đó. Tạc Côn hình như đang bị đuối các bạn ơi. Rồi. Rồi đó, Càng Long. Hay quá. Chúc mừng Càng Long nha. Bám theo cái Càng Long là cái Tạc Côn cũng rất là giỏi rồi đó. Đi nó ăn nó hay giỏng sữa đó. Thì đó. Trời ơi, Tà Côn mà bám theo gần tới sát đích luôn là phải thua ở những mét cuối thôi. Bạn thấy không? Đó. Bữa nay mình mới thấy thật sự là Càng Long nó rút nhanh thiệt. Mấy bữa rồi đâu có rút đâu. Chúc mừng Càng Long. Tục 8.2 với bông tích chắc. Đó, bông tích chắc áo màu vàng kìa. Còn tam sóc hình như ghe bị lủi rồi sao kìa. Đó, ghe bị lủi sao rồi á. Ghe lủi vô hay gì đó. Mà các bạn thấy không, trong viên du lịch bông tích chắc nó bơi rất là ổn. Buông dầm luôn là sao rồi? Buông dầm luôn rồi. Buông dầm là đâu có dí nữa đâu. Rồi mấy anh này bắt đầu là nhẹ nhàng về đích thôi. Đương nhiên du lịch năm 2018. Không tính chắc ba chiếc của thành chị là vô vòng xa hết rồi đó. Vô vòng 8 đội. Đây chân dung nhà du lịch năm 2018. Ba chiếc thành chị là Càng Long. Bây giờ Càng Long muốn du lịch phải qua mặt được mấy chiếc thành chị nè. Đó, em dung nhà 2018. Còn này là tam sóc. Tam sóc nãy bị lỗi nè, gần tới đích là đu không nổi là buông dầm luôn. Các bạn thấy Càng Long với Nam Càng Long rất mạnh. Càng Long trở tài của mình. Những dòng chèo của Càng Long kìa. Càng Long là đang rút dữ lắm. Nam Bu là cũng không kém cạnh đâu. Em Bu. Em Bu quên được căng. Cố lên. Cố lên. Càng Long là thu thế rồi đó. Sức phạt lên đẹp không bây giờ. Làm gì ăn Càng Long nữa. Càng Long các bạn ơi. Càng Long. Xa lắm.
làm gì ăn là ăn không nổi. Đây chuẩn bị đúng nè. Đó. Đó đúng đó, đúng đó. Bạn thấy là những tay chèo của con nước chắc là đúng nè. Cùng với Tức Chắc.
lưng nữa kìa. Đấm lưng nữa kìa. Lúc giữ là đã đau lưng rồi. Đây là phong tích đây. Đây là một cặp chung kết đây nè. Bạn lên mũi đi. Đấy. Bằng lưng. Được hay không nha.
mấy ghe đâu nghĩa thua càng lâu chiếc lên càng là mấy chiếc mà nghe nói chúc càng là mấy chiếc càng là mấy chiếc không đang bán càng là cũng rất là giỏi ra vô tới trận đấu cuối cùng luôn rồi tóc ghe vô để dọn đồ chuẩn bị nhận diễn gì về cái độ dư vị còn hơn cái độ chính đương nhiên 200 ngoài đua 60 người đi theo 200 người nó trọng tư gì đó trọng tư.